tham gia chương trình field trip của Đại học Hoa Sen đúng không ạ? Đúng rồi, mình là một sinh viên ở trong nhóm đi lần này của Đại học Hoa Sen đến Hàn Quốc. Thì bạn có sau khi đi thì bạn có cảm nhận như thế nào về đất nước Hàn ạ? Thì đầu tiên là về văn hóa Hàn Quốc của người ta khá là phong phú. Về ẩm thực thì những ngày đầu mình ăn có phần không quen, nhưng mà đến ngày thứ ba thứ tư thì mình đã quen dần với những món ăn ở đây. Thật ra thì nó cũng không quá là khó ăn mà mình có thể ăn được. Thì bạn có ý định là đến Hàn Quốc một lần nữa không? Nếu như mà có dịp lần sau thì mình sẽ trở lại đây. Chuyến đi này nó khá là vui và thú vị khi mà mình làm quen được với lại rất nhiều bạn bè cùng là sinh viên của Đại học Hoa Sen, và đến đây có mục đích là đi tìm hiểu văn hóa và học hỏi những cái điều đẹp đẽ tại đất nước Hàn này. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều.